khách sạn là nhà nghỉ. Nhà nghỉ ở Nha Trang. Cả nhà ơi, tâm khô 500 ngàn ký nè cả nhà ơi. Tâm khô tâm này cô. Tâm mì ngọt. Tâm mì ngọt. Tâm khô tâm này lạc ngon mà nhầy mắc quá. Nhiều mà. Tao 458 là mắc hơn nó hơn bên kia. Mà cái đó cũng 500 nữa con. Mà nhà tôi bán cái 48 này 520. Đó, cả nhà mua người ký 2 ký về làm quà đi. Mẹ nó ăn dữ vậy. Cửa nó cho bầu. Mua giờ ăn ăn không hết cho mấy bầu. Cái này 500 có bầu. Có không cho em thằng rồi, em bầu. Không có bầu. Không có bầu. Không có bầu. Chia bớt nè. Chia bớt cho tao xài hết rồi. Chia bớt cho tao xài đi. Nói chung mua về bán, anh có thật lòng rồi anh nói thiệt đi là tôi muốn mua. Mua về bán là 46, bán cho hết. Cao quá, cao hết luôn hả? Cho không luôn đi. Cho không luôn, bán hết là cho không. Không bán lẻ, cũng không bán luôn là 46. Đâu hả, bán rẻ cho bà đi mà cảm thấy hết vốn đi theo bà về và thành phố. Em về tôi nuôi từ A tới Z. Có nhà ở, có cơ mà đâu, có đồ xài nữa. Ôi thôi, nói chứ đi vui đủ rồi. Quá vui đi. Vậy là vui vẻ được rồi. Đúng không anh? Đúng không? Vui vẻ được rồi. Đúng rồi. Nghe chứ nhà. Cái lợi mà chậm chậm đâu. Đúng rồi. Nói gì nói. Đúng rồi. Đúng rồi. Vui vẻ là. Đó, đây cái cầu là qua bên cái cầu. Tăng mời chị nào. Không có tăng. Đó, nhà nghỉ Hải Long. Một giải đó nha. Rồi đi xuống chợ hình như là chợ bán bên đó kìa không? Đúng không? Nè mấy đêm mấy lần trước đi nghỉ ở Hải Long à, nghỉ Hải Long rộng lắm chị, ở đó chị dòm đường bình xa hả, đường Trường Sa, đường Trường Sa nha các bạn, bình phường Bình Sa à, tiên Trường Sa kìa à. Phường Bình Sơn à, phường Bình Sơn ở ngay cái chợ luôn rồi, chợ ăn uống hoa trái cây. Đó, bây giờ cũng 5 giờ chiều rồi nha cả nhà. Bây giờ mình đi qua bên Hà Tiên. Chợ ăn uống nè. À, trái cây, chợ cá. Chợ cá. Ờ. Mua chợ rẻ mình mua. Ờ. Ờ. Giờ mình tính 12 người là 12 con. Ờ. Cần bao nhiêu tiền chị em mình chia. Có 11 rồi à, đúng rồi. Lấy chưa luộc má. Kêu nó luộc cho mình trả tiền. Ờ. Chị mấy đứa ăn rẻ luôn nha. Bà gái nó mua rẻ luôn. Hả? Ăn đi rồi chia ra. Ờ đó vậy á. Đi bà bán. Bây giờ tính cái bà này giao lưu được không? À cũng có kinh nhỏ. 460.
bự là bự tiền đó. Không, 460 à. 460 bán chặn đầu chặn họng không mà ông là. Bán chặn đầu chặn. Để mà ôm cô cúp luôn. Campuchia mua túc túc á ha, đi xe túc túc á, cùng má đi vô tới Campuchia mua rẻ về ăn chia nhau đều vui. Đúng rồi, vui dễ sợ luôn. Đúng rồi, giờ đi tiếp coi chỗ nào bán đây, đi qua chợ đi rồi mà thổi ngồi qua đây chơi đi. Giờ ngồi qua đây chơi đi để hai người đi chợ. Đó chơi đi, đi chợ rồi. Đây bỏ bưng qua đây nè. Thôi 10.000 người à. Người 10.000 phải đi luôn. Cái xe đó con 10.000 người à. Chị nói 180 gì cao quá. Mấy con này gặt không. Thôi không lấy con nhỏ, con lấy đều đều như vậy nè. Người chiêu con ăn con đủ rồi. Đó như vậy giờ em nói giá nhiêu? 170. Thôi bây giờ tôi dứt giá một tiếng ngang được bán được thôi nha. Thấy không? Rất là chắc nè, để tôi rời coi hả. Ngon lắm. Dạ con này ngon. Rất là chắc nè, là nói gì. Ông nuôi vậy hay không? Không, không có biết. Không có dám đâu nha. Sợp lắm. Xanh nào rồi đi. Đúng rồi, muối ớt thơm ngon. Đặc sản hàng. Chị gái ơi coi ghẹ đó chị gái. Ghẹ bự bự. Ủa cua đi con. Cua bán sao vậy em? Tiền chắc nữa là nó chắc nữa. Còn giá 200 ngàn thì nó ăn được thôi. Chứ đâu cua ngon nữa thì tiền nữa. Thank you.
cá.